mấy gái đấy. Nhưng mà cái tình cảm của anh này như vậy, mấy bạn có thể chia sẻ. Có mấy đúng không? Mấy của bạn tầm mét hơn, không chỉ mấy tôi mét hơn nên mấy của mấy tôi x x thì nó hơn rồi. Bây giờ mấy của anh là iPhone 8 hay iPhone 7 mà. Nhưng mà nhìn màu nó chậm chậm. À cái này anh cái độ sáng của anh cho thấp. Anh tăng độ sáng lên được mà. Vâng. Anh tăng độ sáng lên. Đấy nhấn vào đấy. Anh dùng một tí đi. Đúng rồi. Đó. Nét. Đó. Anh nhớ lại. Chỉ ấn một pha. Là các đổi số đúng không? Vẫn thế. Anh vẫn chưa bao giờ đổi số. Anh có 3-4 số điện thoại. Alo. Em lưu lại số 3. Rồi ok. Bạn đang đâu rồi? Thế đây khoảng 2:30 nha, anh em mình gặp nhau nha. Đây, hẹn anh em xuống đây rồi đấy nha, rồi nói chuyện với ông sếp của bạn đấy nha. Ừ, chắc chắn đấy nha. Cháu bí ngon rồi. Vâng. Ok rồi. Anh dùng bí đi. Mời cả nhà đi. Chính ra là có cái duyên là gặp Tuấn Quang với cả Trung Hiếu là cái hôm đó. Ừ, đúng rồi. Chuyện ngày xưa nhỉ. Cổng đình đấy. Thế là anh em được quá nhiều lại tình chơi nhau. Trung Hiếu. Đúng không? Đúng không? Bạn của anh, Trung Hiếu với tuổi của anh. Em là Bùi Trung Hiếu. Mình sinh năm 73. Em 81 à? 81 á. Em cũng biết rồi, quan tâm vô rồi, tất cả anh em đều biết rồi. Thì về đây thì những cái gì anh đã một năm anh không gặp lại em. Đó là một kỷ niệm với anh ở đây cách đây một năm về trước. Nhưng bây giờ nó cũng là một chút buồn. Không sao. Với anh thì không có gì cái buồn cả. Vâng, xin chào tất cả các anh em nhé. Mình là tên là Long, mình là em anh Trường, mình là Hải Phòng. Cho em này rất là cảm ơn được ngồi hội tụ với tất cả các anh em ở đây. Dạ. Chuẩn anh hiểu chuẩn đấy. Tính của nó thì có những cái cũng tốt tính nhưng nhiều cái nó cũng trẻ con quá. Ai nhỉ? Con gái đây. Cái Huyền Nguyễn trên mạng của anh toàn gái đấy. Con gái độc thân nhiều quá. Có những cái nó không đáng. Không phải ở đây đúng không anh? Anh trực tiếp và anh hiểu. Ừ, đang trực tiếp đây. Giảm bớt cái độ trực tiếp đây. Rồi. Em đang ở đâu? Em xin. Em đang ở đâu? Em đang theo cái cách luôn. Xin đi. Vâng, cảm ơn anh em. Là chúc là bạn sẽ nhìn thấy cũng có lần sau có thể anh em gặp nhau nhưng vì anh về cũng có một hai ngày anh thì bạn thế thông cảm cho anh có gì anh em mình gặp nhau sau gọi sang bên kia kìa sang bên kia kìa trai cảm ơn em rất nhiều là xấu quá ok cả nhà ông ngồi những lúc chuẩn bị ngồi tiếp quang là nó phải lịch sự đi vì là cũng sẽ như bên này luôn đấy không viên mèo siêu thị ở đằng sau phúc thọ à thế đấy là siêu thị đấy làm văn phòng như này không luôn à không luôn tối nay sẽ làm văn phòng như thế nhìn nó đẹp anh hiểu à có chứ để kêu anh buổi sáng rồi tối em gặp nhau em thế anh thưởng một cốc à thưởng một cốc em thưởng cốc anh thưởng thế ai cho anh em một cái ly thưởng cốc này em ơi em chuyển bớt cái ly này ra em là một không có em ơi 7 giờ anh ai giả cái anh em này anh dùng đi ngon lắm cái này ngon lắm em đang định là chiều đây. Ở đây còn rất nhiều món mới anh Quang nhé. Nếu so với bên Hải Thái 1 thì ở đây có nhiều món đa dạng hơn. Mình thích ăn cái món cá quả rau cải rất ngon. Anh em muốn rượu nó vào. Đúng rồi. Anh ăn nước rất ngọt. Hôm trước là anh em ăn cái món sông đá có ăn. Được hôm nay cũng ngon rồi nhé. Được. Sông đá thì mình có thể ăn dê sông đá nhé. Sông đá vẫn là đầu bếp Việt xưa hay đầu bếp Pháp. Đầu bếp ở đây là anh đổi đầu bếp mới. Và chắc là nấu nha, chuẩn nấu ok mà anh hứa thành tựu đây là anh cũng là ăn đi ăn rất nhiều đầu bếp này thực sự bất kể lúc nào em ơi thì anh em nó làm không được đạt em hiểu chuyện em gái ơi bất kể lúc nào ok chưa chuẩn kể cả thích tối nay nên ba nghe nhạc với anh vướng đây quan trọng lắm chào Đinh Nam nhá ngon ok Đinh Nam sau người ta sẽ đến mình nấu thế là tối nay nên ba nghe nhạc đi chỉ đến một lần cái quan trọng là người ta ăn người ơi người xe ta sẽ nhớ mãi cái hàng của em ok Hùng Xeo chào Trần Việt Hoàng khách kêu Tinh Nguyễn mời cả nhà ăn cá nhá thích đeo thì tự chuẩn người cho bạn luôn nhận đậm với anh em mình
Bây giờ em... anh em uống nhờ anh em làm lửa đi. Anh đi Sài Gòn lâu không? Anh ra đợt này vào Sài Gòn chắc em ơi, em ơi, em ơi. Chắc chắn là đến Tết anh sẽ về, sẽ tổ chức anh em. Quyên đang ở đâu Quyên ơi? Sắp tới anh đi đến là Tết tới với em. Tết tới với anh Quyên nha. Đây, chào Lâm Nguyễn nhá. À thế thì không có gì thay đổi, một vài khoảng 2 tháng nữa mà em vào đấy em alo. Lúc nào em có vào em alo cho anh. Anh đang ở Trung Kính. Anh sẽ ra sân bay anh đón em bất kể giờ nào. Em đặt lịch rồi là mùng 3 tháng 6 là em có mặt trong đấy. Chào Trần Khánh Ninh nhá. Trần Khánh Ninh xinh gái lắm. Anh nói anh chụp anh chụp bác anh. À để tắt bớt đèn nhá. Trần Khánh Ninh xinh gái cực. Cao 1m7, sinh năm 94, chưa có người yêu. Tình của chúng nghĩa. Rồi em nên bà quẩy em đẹp cực kỳ. Anh em mình cứ cho uống nước nha. Khánh Ninh nhá. Em nên ơi, nên nhá, nên xong tí nhá. Em nói vậy, em đi gọi anh em đều. Đã nhìn luôn rồi. Nhưng mà em nói một lời là rồi. Đi bước con người mình luôn. Rồi, ok. Sợ anh đừng nói là chơi. Rồi, ok. Uống nốt chén rượu này. Đấy, hôm nay anh Trường không thân người đấy. Anh em xin phép anh yếu ơi. Em xin phép em cho riêng với anh chút sức khỏe anh. Em gái ơi. Em đang trông nhẹ. Anh chuẩn bị đi ngủ thôi. Ok, em nói này nhá. Ok, nhớ mà. Quản lý cả hai bên cửa hàng luôn, đang cổ đông mà vẫn trực tiếp quản lý nhà hàng. Còn mấy anh em cổ đông làm người ta đều các công khác. Hello, em gái ơi, anh mời nhé. Hôm nào về Việt Nam, anh giới thiệu cho một người em trai đẹp từ trong ra ngoài luôn. Thì luôn, quê gốc Hải Phòng. Hey, quê gốc Hải Phòng. Đẹp trai cực kỳ luôn. Anh à. Ê, cho xem mặt tí. Đấy. Chơi chào em nhá. Nhìn nước ra thì biết em buổi chiều vui vẻ em nhá. Nhất trí thôi. Ok. Anh em có số rồi, đặt alo biết anh em đến chào qua chúc sức khỏe anh em. Chính ra nguyên ấy thì nó uống được, chứ em uống anh chủ đạo anh em ít đang cá uống được là uống bao nhiêu cá cá tới là anh em Linh ơi ở bên này mạnh lắm. Hôm nào thì gặp với anh em đi ăn cái gì đó là cái sao mới thì bảo con bê thui hay là bê quay gà quay. Nhưng mà bên kia là nhiều món quay hơn. Có phải cũng được ở đấy à? Ở cái bàn nhà mình là toàn người đẹp thôi. Toàn người đẹp trai thôi. Thôi ăn với mọi người đi. Hôm nào về Việt Nam ăn đôi anh nhá. Cái này sắp tới cũng sẽ làm nhiều đồ anh em phải có gì bếp nướng ở dưới tầng 1 là chuẩn lên trên tầng chuyển lên trên tầng. Hôm nào về Việt Nam Hà Nội cho anh nhá. Vâng, anh tắt máy đi ăn mọi người đi. Anh em ủng hộ nhá. Lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Cửa khẩu, em cứ đi taxi về Hà Nội hết bao nhiêu tiền anh gửi, kể cả anh cắm sổ đỏ anh giả taxi. Chơi phải gấu. À chào. Hello Bùi Minh Ninh. Bùi Minh Ninh xinh gái lắm, em gái này. Anh ấy ra được 2 hôm anh. Anh chàng bạch toàn nữ thôi. Toàn nữ thôi. Nào cho anh đánh hết đúng không? Ừ. Toàn phụ nữ thôi, chuyên trang của anh. Nhiều lắm. Làm sao ạ? Tôi thích anh rơi cái món rau cải. Ok, anh sẽ về Hà Long em ơi. Cổng Minh ơi. Cá quả nấu rau cải này hầu như các khách là hầu như rất thích. Cá quả rau cải là mát. Rượu nó vừa còn nó lại ngọt. Phải đưa cá nó ra. Nó sở trường anh ạ. Hello Nam Hoàng. Hôm nào ấy để bảo Nguyên với cả ông bạn tôi nhất trí. Nào bảo Nguyên nó kiếm con cá sông Đà trong alo anh em. Ok, chơi anh em chúc phép anh em. Anh ơi, em xin phép là được chúc sức khỏe. Em là em Doãn anh nhá. Em, anh tên gì nhỉ? Anh Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh, vâng, em mời anh nhá. Ok nha, đồ nghiền nha, cảm ơn em. Trước nó thịt cột lợn đầu bản nha. Em ai anh? Em Cô Tô. À Cô Tô. Cầm đồ nha. Trên cầm đồ. Ok, cảm ơn. Nói nhỏ thôi. Nói nhỏ đổ hết đấy. Anh em xin phép anh em lấy cái số. Có gì anh qua nhá. Tình dưỡng quá anh ơi, người anh tên Tăng mà. Có gì cứ gọi anh qua alo. Ok ok ok.
Em quản lý nhà hàng rồi. Vâng, em cả bên này với bên kia vừa là cổ đông. Hai quán. Anh em hôm ba có phải hôm ăn cá đêm ở đây nhỉ? Đúng rồi, buổi tối ăn cá rất là ngon. Đấy. Hôm mà nhà em ấy đấy. Hôm tôi nhập trạch, hôm tôi nhập trạch ăn ở đây. Hôm nhà anh ăn hôm đấy ăn nhiều quá. Mấy gọi nhiều đồ quá. Anh sinh nhật cơ có giảm giá. Dành riêng với anh em thì đương nhiên rồi. Với kể cả sinh nhật anh báo là em có bánh sinh nhật. Thậm chí anh cần làm băng rôn. Đấy, đó đúng con được một cái. Em có băng rôn. Đầy đủ. Sắp tới anh có chương trình anh cứ báo em. Mình thì chương trình nhất hiểu. Mày phải vẽ sàn đồ lộ quá. Dễ người đó lộ. Không riêng từ nhỏ đến công tác rồi. Đây là sơ đây cao bằng. Hôm trước là mình chụp trình ở đây. Nhưng mà nó là có người đâm hướng. Chọn gói ở trong nhà hàng Hoàng Gia. Hôm đấy thì ngồi uống bia. Hôm sau đó thì ngồi với em tới. Với cả Tiến hai anh em nó. Ngồi với cả Phương Bất Động Sản Hòa Bình với đội bất động sản thì đồng chí giám đốc của bất động sản Bình đến nhà hàng xóm ngay cạnh nhau, anh em mới uống rượu mới gọi nhau đến uống, thế mới tới mới nói chuyện thì mới bảo thế chơi với Quang, anh Quang nào thế hôm anh Quang có bảo là đi tổ chức mấy chục năm nhưng không nên nói gì mà không biết là các bạn đổi đi chỗ nào, thế tới mới bảo là có tổ chức nhưng mà lấy anh em bạn như vậy anh Hiếu có câu này, nếu mà anh Trường là con gái thì Hiếu cưới rồi. Đấy, Tiến thì lại bằng tuổi em. Đấy, tới thì nó ít tuổi hơn. Đấy, hôm vừa rồi lại đi uống với tới đến chân 1:30 cùng với đội bất động sản. Mà tới thì nó đang làm bất động sản. Đấy, hôm vừa rồi là có khoảng 6 anh em lính mới nhập vào công ty ra mắt. Đấy, anh em ngồi với nhau một năm. Ok. Đây thì đi học qua đây ngồi okay. Cho nó tỉnh táo. Ok luôn. Trong làng là trong làng con nhỉ? Trong làng con vì giờ mình trong làng con thì có trường mầm non liên hòa đấy. À thế gần tham gia ngoài được. Trong làng con thì có chỗ bác anh Trường nhỉ? Anh sau đời có nhà không ngờ cứ lang thang ngoài đường. Nhiều nhiều anh. Ôi có mẹ nhà đéo cứ lang thang ngoài đường. Anh còn lâu sai. Bác ơi. Tôi đi rồi. Chưa bao giờ anh uống rượu nhiều như vậy. Cái này mình không phải nói nữa, công việc nó bản chất rồi. Bạn dùng ví đi. Vâng, dùng ví nha, dùng ví đi. Đây là mình cả hai cháu. Giờ bất tỉnh bình thường thì thua sao ạ? Anh em yên tâm đi, chúng con uống được lượng tiểu như thế. Ừ, Vinh Ninh. Bùi Minh Ninh đang ở đâu, Bùi Minh Ninh ơi? Vâng, chỉ là cái tình cảm. Có nhiều hôm nếu mà anh Quang thích ăn cá quả nhé, hôm nào thế rằng nguyên là cũng người Ninh Bình, thằng cô em thủ kho đấy cũng người Ninh Bình, hôm đó chuyển cái cá quả đồng Ninh Bình ra sẽ được rồi, cứ thành toàn về Ninh Bình là ăn cá ở đấy ra, rất là ngon. Chào tất cả các anh em, chị em. Xin chào. Nhiều người biết, nhiều người đang hỏi anh Trường con đâu. Đấy, anh Trường con đấy. Chào tất cả anh em nha. Xin chào tất cả anh em. Nha, xin chào. Vâng, anh Thiên Dân. Chào anh ạ. Vừa nhắc tên em, vừa gọi tên em. Mấy em vừa gọi tên em. Vâng, anh em. Anh đệ về ạ? Vâng. Đó, với anh em. Đấy, chào em. Chào tỉnh hỏi nha. Vừa là nó vàng quá. Sáng ca này vừa mới hương muối cái gia đình này. Ừ. Vừa nói chuyện cái đến này. Thắp hương muối lên. Em ơi, em dưa cái bát vào em không ấy, em bỏ thay hồi mấy cái bát mới. Toàn bộ dưa anh em mà ăn sao ấy. Rượu say rồi, say rồi, rượu say rồi. Có gì tháng 6 anh em gặp nhau đầu kia. Rồi ok em. Em đặt lịch bay rồi. Rồi ok em ơi. Mùng 3 tháng 6 là em gặp đấy. À mùng 3 tháng 6 thì em lại đang ở Trung Hoàn Nhân Chính. Được cái bát mới đi em. Trung Hoàn Nhân Chính. Anh sẽ cho các em ở dưới đây đón em. Anh hứa như dự là ví dụ xuống Đà Lạt. Và xuống Vũng Tàu. Anh sẽ điện cho các em đón em. Anh sẽ vào khách sạn nghỉ. Em ơi anh như này. Về khách sạn này. Và về đón thì em cũng có anh em trong lúc đấy. Trần Khánh Ninh. Nhưng mà em muốn là trân trọng là vào đấy để anh em mình em alo. Trường ơi. Bạn ơi, bạn Trường ơi. Trần Khánh Ninh chào bạn. Đấy. Chào Trần Khánh Ninh nha, xin chào. Ok, cảm ơn Trần Khánh Ninh nha, xin chào em. Lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy anh Trường con. Cảm ơn em rất nhiều. Trần Khánh Ninh ơi, anh hỏi thật là em quý anh Trường con là em quý ở cái điểm gì? Quý ở cái điểm gì? Nói luôn. Nói luôn. Anh ơi, chào em.
lắm rồi đấy, con này mày được kẹt đấy. Từ hôm về nhà mới năm ngoái. Đúng rồi, từ năm ngoái gì à? 2 năm rồi. Ừ. Em lấy gì? Đây em lấy đi. Rồi em lấy đi. Nghe rồi này thế rồi. Thôi để cái này. Ok lạc đường. Đúng rồi, đúng rồi, chuẩn luôn em. Đây cho anh em xem, đây là chủ hàng cửa hàng bia 99 Hải Phòng. Anh em nào có qua Hà Nội thì sẽ qua 99 Mạc Thái Tổ. Nhà hàng bia Hải Hói đó là có hai cơ sở. Anh em có thể đến nhà hàng có một món nhậu rất là ngon, rẻ mà ngon. Đó là đến nhà hàng 99 Mạc Thái Tổ, bia Hải Hói. Người Việt Nam bình thường là vậy, ngon bỏ vào rẻ. Món ăn của nhà hàng 99 Mạc Thái Tổ. Và ở Trung Kính mới, đó là anh em sẽ đến nhà hàng Hải Hói 99 Mạc Thái Tổ. Anh em sẽ thưởng thức rất món ăn đặc trưng của miền Bắc sẽ rất là ngon. Toàn mấy nghìn người, 75k, nhưng để lại 30 mấy k luôn. Trường có đang hot mà, lên 30k. Mấy nghìn người đang theo dõi. Ồ, 30k. Quá hot. Tầm này bán mỹ phẩm chạy vô cùng. Em làm kinh doanh dịch vụ mà em mới có chưa đầy 1.000 người. Đây nói với bạn như này này, con người trường con sẽ không bao giờ bán cái gì bất kể trên Facebook. Facebook của trường con chỉ có giao lưu và học hỏi, sống bằng tình cảm. Trường con sẽ không bao giờ bán bất kể cái gì trên Facebook của trường con. Trường con chỉ sống bằng tình cảm. Anh chứ không bán gì nữa. Không bán gì trên Facebook mà trường con chỉ có giao lưu và anh em bốn bể là nhà. Tuy không phải một mẹ vẫn là anh em. Mãi mãi này anh em. Đây là con người của chuẩn chưa? Các bạn thấy chuẩn chưa? Nói thật với anh em là dù trường con rất nghèo, nhưng trường con chỉ cần người công nói không bằng tình cảm. Mãi mãi này anh em. Tuyệt vời. Chiến kiệt tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Tuyệt vời. Đây đây. Ôi giời ơi. Bắt đây. Mời anh em. Quá. Rực rỡ quá. Cả nhà mình ơi. Anh nào? Ok. Ok chưa con. À, tôi là các bạn chủ yếu ạ. Có những người anh em có cả thể cần giữ cái Facebook như của mình để bán hàng rất nhiều. Nhưng mà thực sự mấy bạn là trong Sài Gòn có rất người anh em đã mời tôi bán hàng cho người ta. Nhưng nói thật các bạn là tôi từ chối. Vì cái Facebook của tôi chỉ có chơi với anh em bằng cái tình, chứ không phải là mình đem cái thân của mình ra để bán. Dù mình nghèo, nhưng mình không bao giờ mất chất. Đi bằng đôi chân của mình, cái Facebook là chỉ để giao lưu anh em, bằng tình cảm anh em, những dòng comment với trường con này. Tiền bạc có thể ngày nay kiếm ra, nhưng cái tình cảm các anh các chị dành cho mình, và các bạn và các em yêu quý mình, đó là comment. Với trường con, tiền ngày nay có thể hết. Đồng tiền nó có hai mặt, như con người mình chỉ có một mặt. Đấy là cái tình cảm anh em dành cho mình. Với trường con không bao giờ bán bất kể cái gì trên Facebook của chuẩn con. Chưa các bạn thấy chuẩn chưa? Chuẩn không cần chỉnh luôn. Không chứ không phải là sang bằng tất cả nhá. Các bạn đừng hiểu nhầm nhá. Nói thật với anh em một câu như này, nói một từ ngữ để anh em hiểu. 22 và 6789. 22 cũng là sống bằng tình cảm, 6789 là như vậy. Nhưng khi trường con chỉ xin lỗi các anh, các chị và bạn bè và các cháu người, các em học sinh, khi những người thân yêu của mình, gia đình mình hoặc là những người thân yêu của mình, khi mà đã bị mà ai đó chèn ép, mà ép gia đình bất kể anh em bạn bè của trường con có thể nấu cá các bạn ạ, nấu cá, nấu cá. Câu từ anh em, đoạn chào đã nói câu từ anh em, mãi mãi là anh em. Gia đình anh chị được lớp bán rồi, đoạn tình cảm tăng khách thì mãi mãi là như là tăng giúp tăng like. Khi đồng cảm với anh em của trường con, vì nó thấy cái view đẹp của anh, chấp nhận nó đẹp, nó đẹp. Với trường con bé phòng bên ngoài kia thì view đẹp hơn. Chính hôm nay là trường con sang là với con cái bạn qua hải quan tới hôm nay kia view đẹp hơn, phải không? Tất cả nó là anh em toàn bè tiền họ đều nhìn thông thiết nhất, đó là tình cảm, là bằng kính hết, là bằng kính hết, bằng từ đáy lòng nhìn con, bằng từ chân đấy, con đấy là chỉ còn chỉ có hai người đang trình lên công ty bạn bè thiết kế xong bắt đầu thì thi công, trong khoảng tháng sau học hỏi trước là anh em anh muốn lấy nhiều bây giờ nghề nó thất sống, mở ra cái này là khách trẻ tham gia để không phải chú ngồi như này sàn bạc ngồi chúng ta bên đấy chưa anh em khi động vào tất cả anh em của chúng con quản lý đó, chúng con ở xa không phải được nhưng ở cả đường hoa để 2-3 được số 5-7 cây chúng con có thể ổn rồi.
anh em nói chuyện với mọi cái tâm tư của anh em. Có thể anh em như này đó là giả máu đào, còn hôm nào lúc nào anh em xây nhá. Có thể ok Phương Nguyễn. Sau sắp tới xong cả bên kia anh em cứ ngồi bên nào thì ngồi cứ à Đức Nguyễn. Rất ok. Bên kia thì thằng em Nguyên nó lo. Tất cả nhà bên này là có thể trưởng ok bên anh em trưởng bên này. Còn rất là nhỏ bé. Có gì cứ điện cho ông dễ hiểu. Còn có thể tạo thành phòng bán nhá. Người các anh các chị và đây có anh Quang đây cái món này ngon mời anh đấy dễ đúng không phải nói nhất là nó làm ok Bùi Mỹ Ninh cái quán đấy bây giờ nó là quán ba rồi đúng rồi Linh ơi cái quán đấy bây giờ nó là quán ba trước cũng con lợn mà bây giờ nó nấu bây giờ nó làm quán ba rồi nó lại là con nuôi của ông Dũng đúng rồi anh Dũng con này là Dũng thì ngồi ở cửa hàng suốt cả ông Hải anh Hải đen bây giờ trường con có nói một câu là nói hôm nay cũng chuyện Đức Quyết khi trường con hôm qua vừa ngồi đây là anh của anh Quang Hải ngồi với đội công với Dũng phó các bạn đang hỏi Quang vừa ngồi ở bên kia Dũng có vừa còn có một người bên cạnh anh có phải anh Quang không không phải đâu đây là anh của anh Quang hay ngồi bên kia nhưng hôm nào mà tổ chức toàn phường thì ngồi bên này nó rộng còn ngồi trên đầu dây đó bên kia ok bên đấy ngồi quen rồi trên thì em sẽ thiêu anh mình thích ngồi bên đấy hơn đẹp anh về lên hồ tây anh đâu hồ tây thích hơn mà sẽ thuê ngồi bên đấy một cái phòng nó không có thân nhân nhỏ nào đâu sắp tới là trang hoàng cả quán không phải chôn anh và cả chỗ đấy nữa là ra biển để cho anh sơn sửa thoải mái như vậy sau này kể cả trường con có chết ở bất kể nơi nào một người em đó đã hứa với trường con sẽ thiêu anh sẽ chở cho anh do về các quán này có cần bật thêm cái này điều hòa chuẩn anh sợ không biết bật thêm này anh em đang mời em anh cho bố trí cái quần còn sẵn rồi anh em có ra vì con chị người em đó sẽ tiêu trưởng con sẽ thả được đấy xong em lấy cái quạt con em cùng sẽ ra biển hoặc là sinh không nha Trần Nguyễn mãn nhiệm chỉ có tự nhiên như người của anh Trung Hiếu chỉ có tự nhiên như anh Trung Hiếu với ai thôi tự nhiên hơn rất vô tư cho nên chị em gì có mà có anh không say đấy là anh nói thật luôn độc thân thì cứ kết bạn với anh Trung Hiếu xem bao nhiêu cái thiếu có thể chào tất cả những người anh em một câu là trường con sẽ chào rất tỉnh không bao giờ say hello vô định cảm ơn Khổng Minh nhá anh rất tỉnh chưa bao giờ anh say chưa bao giờ uống rượu nhiều hôm nay nhưng đó là chúng con nói một câu chuẩn em để cái chuyện này qua có nói sai kính cái gì anh các chị và bạn bè và các cháu trường Trung không cả rượu con chưa bao giờ chúng con uống rượu nhiều như hôm nay nhưng đó là vui đang ăn lẩu em ơi Vũ Đình ơi lẩu đã lên xong rồi bạn bè đã lên rồi nhưng đang chờ có con dấu thế thì có gì nếu nhanh thì mai hoặc ngày kia là có thể gọi là anh nhá bởi vì cảm ơn phải thương sức khỏe cảm ơn bạn bạn tình nha hello em em đã lên bàn vẽ xong rồi không bị tham chuyện không được kia đâu báo lại nhá tuấn nha thì em gọi lại anh nhá vâng anh chú ý đâu à lên luôn chào tất cả anh em ra trường con mời lên đi em ơi lên dịch dỡ quá chào tất cả các anh em nhé chào tất cả các người đẹp chưa người yêu cái nhu cầu này cứ kết bạn bao nhiêu ít sư anh của anh là anh Trung Hiếu nhá anh người vẫn độc thân vẫn tẩy màu ok bạn về Trung Hiếu bao nhiêu ít bao nhiêu vẫn thiếu bao nhiêu vẫn thiếu thấy đâu các bạn thấy không bao nhiêu ít mới anh với Thái Hoàng ấy ai nhỉ anh Hiếu ơi em sẽ với anh đến giờ em phải chạy một tí việc bắt tay ông chủ gái đây giới thiệu với các bạn nha đây là ông chủ tất cả các anh em ạ chủ cửa hàng cũng là chủ quán chủ quản lý tất cả các loại nhân viên người yêu xin chào mời các anh em lúc nào có thời gian về Hà Nội qua Hải Hải nói chị sẽ bảo lấy cậu hoàng anh em gặp nhau cảm ơn anh nhé em có bạn gái bằng em á em có vợ nhưng chưa có bạn gái có vợ nhưng chưa có bạn gái ôi trời ơi quá quá thật anh nhá anh em thôi em hơi sang các em có vợ em chạy có vợ nhưng mà chưa có bạn gái chắc là sau hôm nay chắc em anh sẽ gặp nhau trong Sài Gòn tháng 6 anh nhá lúc nào anh vào anh đi ra sân bay đi quăng gấp đôi tao nhiều này con cá thôi anh sẽ đón em kia tôi nào đây alo
Lắm ơi, anh cảm ơn em rất nhiều. Chào anh Quân nha. Chào Mông. Đây không mang biếu nha. Xin chào, chào Trung Hiếu nha. Chào Trương Khánh Ngọ nha, xin chào em. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Quân. Cảm ơn Nguyễn Hảo nha, xin chào. Cảm ơn Trương Khánh Ngọ. Anh cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ con không phải uống nhiều rượu nhưng hôm nay chúng con uống vui với anh em, nhưng chúng con vẫn tỉnh táo bình thường. Nói thật với anh em là chưa bao giờ chúng con uống rượu nhiều như hôm nay, nhưng mà vui. Chào bà con nhé. Tất cả Trung Hiếu này. Đi đưa. Đi đưa. Người anh em. Đó là thử nghiệm với chúng con. Đó là chúng con có thể uống say uống rượu không sao. Chào Sơn nha. Đi đâu cũng lo sợ chồng đó. Hello anh Hiếu nhá. Ngon quá, em vừa mới bán hàng xong. Tối nay uống nhiều nhá, ăn ít thôi. Trường con, đây, trường con đây. Chào anh Trường nhá. Anh cảm ơn em nhá. Chào anh Trường, chào anh Tuấn Quang nhá. Ok, cảm ơn em rất nhiều nhá. Chiều qua anh chơi anh Trường ơi. Ok, có gì hay, có gì ok anh, lúc nào qua cũng được ạ. Ok em ra Tuấn Quang nhá, ok anh Trường. Còn cảm ơn tất cả những người anh em, các anh các chị trên Facebook của Bùi Trung Hiếu. Chúng con chúc tất cả anh các chị một buổi chiều thật vẻ và hạnh phúc, những người yêu thương của mình. Chúng con chúc tất cả anh em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc, chúng con cũng hạnh phúc theo. Tất cả anh em, xin chào tất cả anh em nha. Tuấn Quang ơi, bình thường các anh các chị. Con chuyện nhỏ nhỏ dai đấy, nó đua. Cụ này hơi căng đấy. Anh ấy, anh Hiếu ơi, chiều em tặng anh Hiếu ấy kính này nhá. Cái đấy á, ok. Đi thì lại. Em tặng cái gì anh cũng lấy kìa. Người anh đấy. Em đi ăn cơm đây. Okay. Em xin phép anh em đi ăn cơm đây. Em chào anh. Thôi, em cả. Cảm ơn Lô Bá Xuyên. Cảm ơn Bá Hùng nha, xin chào. Cảm ơn Minh Quân nha, xin chào em. Cảm ơn bạn Thanh Trúc nha. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thành, xin chào em. Cảm ơn Ngô Bá Xuyên. Nó thật sự là trường con không uống rượu say đâu, nhưng mà yên tâm đi, trường con vẫn tỉnh táo bình thường. Nhìn mặt anh đỏ rồi, không sao em ạ. Cảm ơn Quỳnh Nga, cảm ơn Ngô Bá Xuyên nha. Súng ba số đưa ok tiến nha, xin chào. Cảm ơn Phong Hoàng nha, cảm ơn Chiến Nguyễn. Muốn cao rồi nhá. Chào Bùi Anh nhá. Cần chỉ làm nhấn bí là ok. Sao này hồ Thanh Tâm anh vẫn không say, yên tâm đi em. Chính nhà là vợ em làm mũi giờ làm mũi đẹp hết, mũi cao, mũi tự nhiên đấy, mũi tây cứ đòi đi làm nữa. Làm nữa thì nó thẳng hơn, nó thẳng cái sống. Ok, cảm ơn Hoàng Dung. Đó là một người đẹp trai của anh. Đó là Dũng Hà. Đập đi xây lại. Đập đi xây lại. Đó là Tụ Trấn. Ôi, bỏ đi bắt like mà. Đó là ngày 13 Tụ Trấn. Đó là người em quê hương. Tôi có trường với là Sơn Quỳnh. Làm rẻ hơn Tụ Trấn. Đã làm cho anh. Vào đấy, lại đây mà nhìn được đấy. Để cho anh có một ok, Vũ Tiến. Hôm nay đó là nhờ nhà bà Trung Hà đã làm cho anh một bộ răng, đó là kỷ niệm đẹp nhất mới từng có. Anh sẽ đưa vào mà nếu mà chưa có bầu thì những người anh em trên này có ai mà muốn làm đẹp xong làm được cứ để cho em hoàn thành nhà khoa Trung Hà ở Phú Xuyên, ở thị trấn là chưa làm ở thị trấn Phú Minh nhỉ, Phú Ninh à Phú Minh, thị trấn Phú Minh, thị trấn Phú Minh ngay cạnh ủy ban thị trấn Phú Minh, đối diện ủy ban, đối diện ba thủ tướng của mình đó nhà nha khoa Dung Hà. Anh em có thể làm đẹp, anh em ở xa có thể đến ăn nghỉ ok Vũ Tiến, cường bạc của mình, những người anh em ở gần, các cháu nhỏ có thể đến nha khoa Dung Hà có thể đổ ra miễn phí và tư vấn làm cho ba thủ tướng làm đẹp nhất và anh em có thể làm nha khoa Dung Hà ở Phú Xuyên và ở Phú Minh ngay cạnh ủy ban thị trấn Phú Minh, đó là nhà khoa Dung Hà làm thành bộ răng, đó là một kỷ niệm đẹp nhất của con. Của con có bộ răng hôm nay đẹp, đó là nhờ nhà khoa Dung Hà, đó là Phú Xuyên, đó là em mà uống với anh rồi thì anh Trung Hiếu không ấy, làm anh trưởng con, anh là em có anh.
Ai hâm mộ anh mà chỉ cả nước hâm mộ anh chứ không phải em. Cảm ơn Hoàng Trung rất nhiều nha. Anh Dương ơi, tụi em mời anh. Anh nhờ bây giờ. Hay là anh Tuấn Quang em. Còn chờ là anh uống hôm trước bao giờ. Cùng Huệ luôn đúng không? Dạ, bây giờ không nghe uống đủ. Các anh em bao nhiêu cây? Anh chỉ cách nhau em khoảng mấy cây. Để anh chỉ tạo và sửa anh em. Thông cảm cho anh một chút nha các em. Đây, cái thằng mất đi thật chú là em. Là em trai họ. Ok em ra. Chào tất cả anh em hải phòng. Anh không biết nói gì. Cảm ơn tất cả các chị và bạn bè trên Facebook. Rồi còn chúc tất cả anh em hải phòng có một buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc. Rồi còn cảm ơn tất cả những người anh em. Đại hôm anh về chị quê chị đại em. Báo cáo bác ngày trường anh với đại tu với đại tô là đẳng cấp nó nâng lên được thêm 10% trẻ hơn ta được 10 tuổi và Bùi Trung Hiếu thank you cả nhà Tuấn cũng gọi là Tuấn nhỏ bé cũng như là Tuấn Anh khổng lồ người Nam Định chào con Tuấn Anh khổng lồ. Đấy đúng rồi, tôi chính là bạn lục mà đồng hương hay trưởng con. Tôi đặt là anh khổng lồ là người đầu như trưởng con. Nhưng mà người ta nhìn không nhiều ông biết với người ta anh khổng lồ sợ ở quê. Đến không biết được người trưởng con. Hôm nay được nghe thấy Tuấn Anh khổng lồ. Đây là Tuấn Anh nào? Tuấn Quang. Phú Thọ xin chào. Đây là vợ của Tuấn Quang, còn đây là vợ của Quan Nam Hồ. Và bên kia là Cương Trọng. Công Trọng. Facebook gì em ăn đi ạ? Được em ăn đi. Có cái Facebook này mà nhiều khi cũng bị chết đói oan đấy. Đúng rồi. Lúc anh quay Facebook về ô mình ăn con không gì. Tất cả không anh ăn đủ rồi em ơi. Anh em thế là đủ rồi. Nhưng mà nói thật là đây, em lại phải ăn. Kể cả thành công bạn đây. Thực sự là những công việc anh những gì chơi với nhau anh cũng đang làm ở đấy. Nhưng mà anh cũng thực sự là anh và con em và anh em mình sống bằng tất cả những gì không gần nhau nhưng có những gì anh chỉ theo dõi trên Facebook thôi. Có chuyện gì phát anh biết luôn. Còn cần cái gì đó thì anh em cần phát cánh bên nhau. Em hiểu ý anh không? Còn nào mai ca nhá. Cảm ơn bác Quyết nhé. Cảm ơn người vận chuyển cho anh gửi lời chào tất cả anh em thành phố Quảng Ninh. Đó là anh chúc cho anh em Quảng Ninh tập lạnh hơn. Anh vừa tập anh phải xông hơi em Quảng Ninh nhá. Cảm ơn Dương Xuân Toàn. Không tập được. Cảm ơn Hoàng Thái. Đấy, em phải đi em Trung Hiếu là phải đi tập đi cho nó khỏe rồi đúng rồi. Anh nhìn thấy người em nặng như võ sĩ đúng rồi. Anh em yếu Facebook anh nhỉ. Tập chiến xa thì bây giờ chào tất cả anh em bà con của anh Trung Hiếu nhé. Người anh Hiếu nhỏ quá đang, Quang Sabu đang mời bảo anh Hiếu đi tập cùng cho rực rỡ tí. Anh đã toàn chống đẩy ở sân hàng chiếu nên là lấy đâu ra to được. Là anh trưởng con là quý vợ chồng em đấy. Hôm cưới không về được. Anh hôm cưới là muốn ở về thì đón dâu nhưng mà vì công việc không ở được. Mấy chị còn lý cơ lại nhỉ? Đúng rồi. Sau khi đến mình mở máy kia ra. Xong cũng về luôn không? Ví dụ anh em mình ở gần thế này thì đoàn kết nhau thì anh em bảo alo em phải không? Công việc gia đình thì các cái công việc của mình em có thể chiều qua anh được không?
em có thể vào chiều qua đây anh em mình đi chơi với nhau một chút. Em gái bé tổ, em đang ở đâu thì anh đang ngồi ở 99 Mạc Thái Tổ. Tí giờ anh ngồi đâu thì em ngay sau sang cho anh. Tí giờ anh nói em quá ngon, cá tuyệt vời. Đó là ông mặt trời luôn thì ông mặt trời. Hôm nào anh mời em gái nhá, em gái nhá. Anh em ạ, ngủ rất dậy anh vẫn ăn. Xe tình cảm thôi. Tình cảm ơn Trương Phúc Cường nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn Muốn á, để anh ăn hết chỗ này đã. Anh ăn hết chỗ này là một tí bún nữa là xong. Cảm ơn bé Tổng, em gái chiều em qua gấp cho anh nhiều quá. Anh mới mấy ba niềng rồi, làm mẹ đủ răng em ạ. Không anh ăn đủ, anh ăn thế là đủ, anh ăn rất ít. Anh Trường dùng cái đi. Không anh ăn đủ rồi các em ạ. Em ăn đi. Em ơi, xuống mai nước trà đầu rồi. Anh nhớ mà. Em ơi, em toàn nước trà đầu. Em ơi, xuống rồi. Rồi, trà đầu rồi. Ờ, cho anh em ăn. Em ơi, ấy xong ra ấy rồi. Long ăn đi. Em ra bảo ra cho anh đi. Anh ơi, cái phụ là gì, những cái ngọc thực mà để đó á, anh em mình phải hết. Đúng rồi, cái bỏ là mai kia anh về kia không có đâu. Rồi. Nghe chứ nhất là công bằng thực. Rồi. Anh em mình phải cái thứ thắng thôi. Chứ cái gì số mát mình ăn hết. Ăn hết xong rồi. Em lấy cho anh dài thì chắc phải dùng. Thật sau thì luôn anh phải ngồi xa. Em anh ăn từ lúc anh vào anh nhờ. Thì anh đến mức độ là về. Cái con các bạn ạ. Các bạn ạ. Đây ra đi. Từ lúc vào bây giờ ăn nuốt mồm này. Vâng. Con hầu ấy qua anh bảo là phần anh hiếu. Phần anh hiếu mà. Ôi đấy các bạn thấy khổ thế đấy. Còn nên cân là phá hết cả eo. Nhưng mà anh làm cái hôm trước ấy. Mà hôm trước anh hôn em. Không, đây là ăn sau anh hôn anh Quang cả. Chết đi. Chết đi. Không phải anh em biết anh mà anh em 82 cơ mà. Không biết đi đấy. Anh em hôm nhau để đấy hôm nào phải có tí này này. Đúng rồi. Kè. Hôm nào cũng được. Bất kỳ là hôm nào. À, có tí tỏi, có tí tỏi. Không. Hôm nào thì mình đi là đi theo từng đôi vợ chồng một. Tôi nói với bạn Hiếu, Quang câu, ở bạn Hiếu ơi, hai vợ chồng tôi em nói đỡ lời bạn okay. Một câu như này, okay, và tất cả các em ở đây, okay, tất nhiên là bạn với tôi là nhiều tuổi nhất ở trong này, chỉ mong các em nhiều nhất chơi gì thì chơi, nhiều nhưng mà trường con chỉ khuyên tất cả các em một câu như này, không chơi đá, chơi cỏ và chơi bóng cười, ke kẹo một tí không sao. Đấy, ngày mai anh em mình tỉnh. Được. Đó là con người của chúng con khuyên okay. Tất cả anh em okay. Một câu, không chơi đá, chơi cỏ và chơi bóng cười okay. Nhưng ke kẹo chơi thoải mái vui vẻ. Ngày mai chơi như kiểu đúng không, như kiểu chơi bình thường thì được, vẫn bình thường okay. Nhưng chơi đá okay. Nói thật với bạn chuyện, nó rất là ảo giác, chuyện, rất là nó không có bạn phải là con người nữa. Ý bạn giống như tôi giờ đã ke như là giống chơi bình thường nguy hiểm hết này. Không ke, anh em mình chơi đủ. Đấy, đủ nhưng mà kia thì chơi cuối cùng là nó chơi ke nó trộn cho lẫn tỏi. Đúng rồi, nó mới chết. Nhưng anh em mình chơi một tí, ngày mai vui một tí. Mấy anh em sinh nhật hoặc là bạn bè anh em mình vui một tí không sao. Nhưng đừng đi sâu. Nói thật với bạn Hiếu, tôi nói như này. Một điếu thuốc lá không bỏ được. Chơi sâu thì sẽ thành nghiện. Nhưng khi mình nhúng chân xuống vũng bùn có thể nâng được. Tôi nói bạn Hiếu như này này. Bạn Hiếu này. Bạn Hiếu ơi, tôi chỉ nói với bạn như này là khi mình nhúng chân xuống vũng bùn ấy, nông thì mình rút được. Nhưng khi ngập đến nửa người, không rút được nữa. Đó là phải nhờ người rút rất nhiều. Lúc bây giờ, mình phải kể câu là Chu Bi Na, kiếm được nữa. Anh em dùng đi em xong đấy. Trách nhiệm của em xong rồi đấy. Bỏng nhiều quá. Anh có lửa hả? Anh có lửa, anh qua một lửa. Anh có lửa, anh qua một lửa. Nhiều quá. Ai đàn thế này bây giờ chưa? Anh ăn đi. Anh ăn đi. Em thương anh gầy. Anh ăn vào. Anh trường con nào phải ăn nhiều mà. Anh có lửa, anh qua. Người em, anh như đây. Người anh lúc nào cũng thế qua. Thì em đắp qua đi hết rồi. Nên mà không phải sợ em đói đâu. Khổ vì ăn. Đỡ anh nhé. Không đỡ đấy. Năn nỉ đấy. Không, nếu anh không ăn thì Ngọc Thực anh Trần trừ Vân anh. Đúng là đúng một lần Ngọc Thực đã cho bát thì đừng có bỏ ra. Đừng có bao giờ chơi cá, bỏ, bóng cười. Có thể anh em sinh nhật vui vẻ một chút, khe kẹo một tí ngày mai có thể hết. Nhưng trường con chỉ mong các em nhiều và các cháu anh nhớ nên nhớ bảo pha không bỏ chuyện pha trà đi em ơi lâu để sẽ thành nghiệm mà khi mình bước chân vào những bùn ấy
nó chỉ nông đến nửa chân có thể mình giúp được, nhưng khi ngập đến nửa người phải nhờ người kéo rất nhiều. Chỉ mong các em làm sao mà các cháu nên nhớ câu này của chú. Chú chỉ khuyên các cháu còn bạn này các anh các chị không dám khuyên. Các anh các chị thì trưởng con luôn học hỏi và các bạn trưởng con Nguyên Ninh nhé, chứ không bao giờ có thể tuyệt hóa được gì. Trưởng con chỉ mong tất cả các anh các chị làm sao lúc nào các em và các cháu hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, mà trưởng con sẽ hạnh phúc. Đấy là con người của trưởng con. Đúng rồi, vui thôi đừng quá đặt khoa nghĩa, trưởng men luôn em. Cảm ơn Phong Trần Vân. Để lúc khỏe về nhiều công việc, nhưng mà chính Ngọc Trần nhé. Em hút là em hút vào đây có vợ em đây là em bỏ, không là há đâu hết. Ngày trước một ngày em hút rồi ba ngày bỏ, xong em hút vào là vui, chỉ cho em mà là không. Bạn dùng đấy đi. Nhưng mà cảm ơn Đàm Hữu nha, xin chào em. Cảm ơn Thả Thà nha. Cảm ơn nha Khoa. Ăn cái kiểu anh em uống rượu có cái cay gai này nó rất ngon nhỉ, ngọt thật, nước hồng rất ngọt luôn. Cảm ơn em rất nhiều. Đâu, cảm ơn Trung Phương Phạm, ngọt lắm cả nhà. Cảm ơn Hoàng em này, Nguyễn Hoàng Anh, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Đàn Lực nha, xin chào. Cảm ơn Phương Phạm, cảm ơn Nguyễn Thanh Tuấn, cảm ơn Hoàng Trần Hoàng nha, chuẩn nha. Bên ngoài mà hái nhiều hoa nhưng mà chỉ ngửi thôi. Alo, anh đây. Đấy anh ở ờ, anh vẫn đang ngồi đây em ơi. Vậy vẫn là vợ là trên hết. Ok thôi như này anh bận việc đấy thì tôi để đến tối anh em mình gặp nhau đi. Vì bây giờ anh ăn xong, anh đang đi có thứ việc. Xong xong ok. Rồi ok. Rồi ok. Không rồi thì ok. Cái gì đấy? Ok rồi anh em vừa. Anh em ăn uống đủ chưa? Đây anh em vừa ăn uống rồi. Đây là trời. Thôi anh em không uống nữa. Anh uống đủ rồi. Anh em mình ra uống nước. Uống nước này. Ôi ôi. Ngồi quá cả nhà, phải nói là quá lo. Chứ hôm nào ăn no như hôm nay, no quá. Đẹp trai nhá, đẹp trai nhất trang mạng Facebook đấy. Chưa có bạn gái nhá, cả nhà nhá, chưa có bạn gái đâu đấy. À em ơi, ở đây có điếu cày hút thuốc lào không? Có không? Không có. Không có. Thôi không có thì thôi. Không có. Đi đây. Thế thì để tí nữa xong tham gia ông chủ. À vậy bố trí cái điếu cày để trong số. Rồi. Ừ, rồi ok. Anh làm đến mua cho mình không có bảo anh đâu. Không. Em hiểu không? Đừng nói gì cả. Không biết nói gì đó là đúng là người quay lên đây. Anh biết rồi nhưng cái này nó về này tí nữa gặp bác Trung Hiếu này, tí nữa này cần giao lưu chương trình mới đấy, không sao đâu rau rực rỡ yêu là yêu cái đó đấy, mình là em của anh Trung Hiếu thôi, yêu yêu cái đó đấy, yêu nhất cái đấy đấy, bảy màu đấy rực rỡ đấy. Alo chào tất cả các anh em với anh chị em nhá. Ai ai nhỉ? Thơm lắm, hồi mùi các bạn. Ai đấy? À, anh đang ở 99 Mạc Thái Tổ đấy. Có. Xin chào tất cả mọi người. Xu lên ảnh lúc nào phải là. Ờ đúng rồi, trường con đây. Xin chào anh các bạn. Rồi rồi anh đây. Ok Huệ Ngọc. Quên em đây anh ơi. Em xin lỗi anh nha. Em đang ngồi ở 99 Mạc Thái Tổ anh ơi. Vâng em đang ngồi 99 Mạc Thái Tổ quán bia Hải Hoài anh ơi. Tôi hiểu nhá. Vâng. Dạ. Tôi hiểu nha các bạn nha. Vâng, có gì tối anh em mình gặp nhau ra anh khách trong tài nhá. Thì là 7 file nhưng mà tuần qua. Ok anh ơi, em cảm ơn anh rất nhiều nha. Vâng vâng anh. Em nói cái gì sai em uống cái rượu có gì sai anh bỏ qua cho em nha. Đây giới thiệu với các bạn. Chào tất cả anh em nha. Trưởng con không biết nói gì. Cảm ơn tất cả những người anh em trên Facebook của Bùi Trung Hiếu. Trưởng con chúc tất cả các anh các chị và bạn bè và các cháu trên Facebook của Bùi Trung Hiếu có một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Trưởng con cảm ơn tất cả các anh em và các chị. Một ngày vui vẻ và rực rỡ rất nhiều.
Cảm ơn tất cả anh em. Tuyệt vời. Thế nhá cả nhà mình nhá. Bây giờ anh Hiếu phải tắt livestream. Ok, thank you tất cả mọi người nhá. Tắt livestream nhá. Anh Hiếu chính thức là bây giờ anh Hiếu cắt stream để vợ chồng tiếp tục đi công việc. Ok. Quang Rambo. Ok, thank you tất cả những người anh em. Đây là Long Hải Phòng. Tất cả nhà. Còn đây là các em nhiều tài lộc của Quang Rambo. Đây là công trọng. Xin chào mọi người nhá. Đó đây là Tuấn Quang. Hello tất cả anh em. Đây là bạn Bùi Trung Hiếu. Đây là vợ chồng Tuấn Quang Phú Thọ. Rõ ràng Trường Quang không phải là uống say. Góc bên này nữa. Anh ơi góc bên này. Góc bên này. Vợ chồng anh Quang Rambo nhá. Đây là vợ chồng bạn Rambo. Chào tất cả mọi người nhá. Đâu em gửi lại tiền cho anh đi. Không không. Đây đây.